Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục được tăng cường thêm xuống nước ta. Trên cao, trường dòng xiết phía Tây vẫn còn duy trì, vì thế các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa, rét. Trọng tâm là khu vực từ Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ xuống đến Hòa Bình và sang tới vùng ven biển là những tỉnh có mưa, mưa nhỏ, mưa phùn cũng như là sương mù trộn lẫn. Nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc sẽ không cao, phổ biến sẽ thấp dưới 18 độ. Các tỉnh như Hà Giang, Cao Bằng và Lạng Sơn nhiệt độ còn thấp dưới 16 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên và Sơn La trời hưởng nắng nhẹ về chiều nên nhiệt độ cao hơn và dao động trong khoảng từ 20 cho đến 24 độ. Trong ngày hôm nay, không khí lạnh vẫn dồn xuống, tuy nhiên đặc điểm của khối không khí lạnh tăng cường lần này là không quá mạnh, vì thế nó sẽ không vượt qua được đèo Hải Vân mà chỉ duy trì tình trạng mây nhiều đến khu vực Thừa Thiên Huế và mưa ở ba tỉnh phía Bắc của miền Trung. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Thanh Hóa đến Quảng Bình chỉ từ 18 cho đến 21 độ, còn Quảng Trị và Thừa Thiên Huế có mức nhiệt là 22 đến 24 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận nhiệt độ cao là 28 cho đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tiếp tục trở lại với thời tiết đặc trưng của mùa khô là ít mưa, ngày nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên tiếp tục duy trì ở mức cao là từ 29 cho đến 32 độ. Còn khu vực Nam Bộ có mức nhiệt là từ 33 cho đến 35 độ. Nắng nóng xuất hiện cục bộ ở các tỉnh miền Đông. Trên biển, hôm nay vùng gió mạnh tiếp tục duy trì ở các vùng biển phía Bắc, trong đó khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Các vùng biển khác có gió Đông Bắc phổ biến dưới cấp 5, tuy nhiên khu vực Nam Biển Đông lại có mưa rông rải rác khiến tầm nhìn xa giảm thấp còn 4 đến 10 km, nguy cơ xảy ra tình trạng lốc xoáy và gió giật. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.